Mình Bình, tên họ đầy đủ là Nguyễn Văn Bình. Mình theo học Học viện IT khóa 2K13. Hiện tại mình đang thực tập ở 2/4 Quang Trung. Khi ở trên lớp thì mình được học theo lý thuyết và thực hành cũng khá là ít. Khi được đến cơ sở thì mình được thực tập nhiều hơn, được va chạm với nhiều máy hơn. Thì mình có nâng được tay nghề lên và cũng tự tin hơn khi cầm được một con máy đoán được bệnh. Trong quá trình thực tập thì mình cảm thấy kiến thức của mình vẫn còn khá là yếu, và đến cơ sở thì các anh cũng có hỗ trợ, mình chỉ bảo mình thêm cũng rất nhiều. Trong quá trình thực tập thì cũng có rất nhiều máy mới, thì các anh cũng có chỉ bảo mình thêm về các ban bệnh của máy mới. Mình chúc cho các bạn, tất cả các bạn học viên khóa sau thì sẽ đạt được kết quả thật tốt và có được nhanh, có được thành quả mà mình mong muốn. Okay.